Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 11 năm 2019. Thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến rất là nhiều loại mặt hàng kg và những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm ạ. Rất là nhiều hàng luôn hôm nay ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái loại cây hoa rất là đẹp, đó chính là cây hoa mộc lan ạ. Một cái dòng hoa mà nó tượng trưng cho tình yêu thương, sự quân tử và cái lòng hiếu thảo, tình yêu của một con người ạ. Cái dòng hoa lan này có hoa rất là đẹp. Ở đây thì em sẽ có hai màu sắc để giao lưu cùng cô chú anh chị, đó chính là màu tím và màu vàng. Đây là một cái màu sắc đầu tiên của cái dòng hoa mộc lan đấy ạ, là màu tím hồng ạ, rất là đẹp luôn. Màu thứ hai đó là màu vàng này cô chú anh chị này. Đó, ngoài cái vẻ đẹp rất là đẹp này ra thì cái dòng hoa này nó còn có mùi hương phải nói cực kỳ là quyến rũ. Khi cô chú anh chị được ngắm cái dòng hoa mộc lan này một lần thì em dám khẳng định rằng rất là nhiều cô chú anh chị sẽ không muốn rời chân đi bởi vì cái vẻ đẹp và cái hương vô cùng là tuyệt vời quyến rũ của dòng hoa này. Em bán một cây như vậy, một cây hoa mộc lan như vậy với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá, 180.000 cho một cây hoa mộc lan. Và dòng hoa này cô chú anh chị có thể lên Google search là sẽ ra rất là nhiều. Cái dòng hoa này nó còn đã có rất là lâu và đã rất là nổi tiếng, nó vào cả phim ảnh và cả những cái câu chuyện rất là hay về cái dòng hoa mộc lan này ạ. Sang bên này sẽ là những cái mặt hàng kg, hôm nay em về rất là nhiều luôn này cô chú anh chị. Trước tiên lấp rất là lâu nay rồi em mới về, đó chính là dòng hoa, dòng lan cây bạch nhạn này cô chú anh chị. Bạch nhạn em bán với giá là 160.000 cho 1 kg bạch nhạn nhá. Rất là lâu rồi không có hàng, thời điểm bây giờ rất là khan hàng ạ. Rồi dòng hàng tiếp theo đó chính là cây quế tím ạ. Đấy, những cây quế tím thân lá tím ngắt rất là đẹp. Và lô hàng về đã chọn lựa khá là kỹ rồi. Những cây xếp rất là đẹp này. Em cũng bán với giá là 160.000 cho 1 kg dòng lan quế tím. Và bên này là dáng hương đuôi sóc này cô chú anh chị. Đó, những cây dáng hương đuôi sóc lá xếp và đã được cắt tỉa rất là sạch sẽ, bó rất là gọn gàng như thế này. Đấy. Nói chung là lô hàng về rất là đẹp cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị có thể xem nhá. Em bán hàng này với giá là 120.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị. 120.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc. Và cô chú anh chị có thể xem ạ, đừng so sánh cái giá 120.000 với những cây mà người ta bán 70-80.000 là những cây thanh lý. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó không hề có đẹp so với cái hàng này. 120.000 cô chú anh chị nhé. Quá là rẻ luôn. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng lan kim điệp xuân. Hàng này có màu vàng, hoa màu vàng rực rỡ của nắng ấm ạ. Hoa sẽ nở vào Tết. Em bán với giá là 100 dòng lan kim điệp xuân này. Em bán với giá là 130.000 cho 130.000 cho 1 kg hoa kim điệp xuân của chú anh chị nhá. Hàng về phải nói là vô cùng là đẹp. Mặt hàng tiếp theo đó là dòng hoa thạch hộc tía, một cái loại lan và một vị thuốc rất là quý. Nếu như nói về thuốc thì đây sẽ là một trong 10 loại thuốc quý nhất ạ. Cô chú anh chị có thể lên Google search về những cái công dụng của dòng cây thạch hộc tía này. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Một cái loại cây mà rất đáng sưu tầm cho sân vườn. Một loại hoa, một vị thuốc quý ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo chuỗi ngọc. Em về vừa về lô cập bến cái lô chuỗi ngọc phải nói là đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Đó, những cái thân óng vàng ngắm thân không đã thích rồi ạ. Như những cái hạt chuỗi ngọc ạ, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Chị này, hoa thì cực kỳ là xinh luôn nhá. Dòng chuỗi ngọc này hoa bền và rất là đẹp. Hoa to lắm ạ. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng lan hài. Là hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài. Khi mà ra hoa cũng cực yêu luôn cô chú anh chị này. 60.000 cho 1 kg thôi.
Rồi dòng hàng tiếp theo đó chính là dòng lan trầm tím Myanmar, trầm tím hàng khai thác chuẩn rừng cô chú anh chị nhé. Đó, nếu như hàng bắc vườn thì cô chú anh chị thấy là nó sẽ rất là nhiều thân tơ. Nhưng mà cô chú anh chị, những cái hàng này cô chú anh chị, hàng vườn thì sẽ không bao giờ so sánh được với hàng rừng đâu cô chú anh chị ạ. Mặc dù nhìn nó rất là mướt nhưng mà không bao giờ so sánh được với hàng hàng rừng, bởi vì là hàng vườn thì người ta chăm sóc rất là kỹ, về trồng thì không có chết được. Tuy nhiên thì để mà nói là nó sinh trưởng và phát triển mạnh, to hơn cái cây cũ thì em nghĩ là rất là khó. Nhưng mà riêng hàng rừng về tay cô chú anh chị chăm sóc thì nó sẽ lên rất là đẹp. Hàng em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn này, hàng rừng thì về mặt thẩm mỹ cô chú anh chị mua thì sẽ không đẹp bằng, nhưng mà về chăm thì nó sẽ gấp mấy lần cô chú anh chị ạ. Em bán hàng này với giá là 850.000 cho 1 kg. Đã cắt tỉa rất là kỹ, và riêng dòng trầm thì nó không có lớn lắm đâu cô chú anh chị nhá, tầm 20-30 cm đổ lại thôi ạ. 25, nói chung là tầm 25 cm đổ lại thôi. Thôi, và khi mà cô chú anh chị lấy hàng rừng ấy thì nó còn có cái lợi ích, đó là cô chú anh chị có thể được những cái mặt đột rất là đẹp. Và đây là cái mặt bông trầm tím nở thực tế tại vườn nhà em, là những cây trầm em đã trồng, dòng trầm Myanmar này cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, cánh hồng đẹp mắt nhung. Khuôn bông cánh bầu quá tròn xinh yêu như thế này. Và mùi hương thì khỏi phải bàn luôn. Hoa thì rất là to đẹp luôn ạ. Em bán 850.000 cho 1 kg. Rồi dòng hàng tiếp theo đó chính là dòng lan trầm vàng. Đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị ghép này. Cô chú anh chị nhìn thấy ạ, đây là dòng trầm vàng nhá, mầm gốc hiện tại đang lên. Và đây là dòng hoàng thảo duy nhất mà nó ra hoa từ những cái mầm tơ. Hàng này thì mầm tơ, tức là cây đang độ phát triển thì nó đã ra hoa rồi, sau đó tiếp tục nó ra hoa nhá. Đó, đây là dòng lan trầm vàng, em bán 200.000 cho 1 kg. Và những cái mầm tơ này, cô chú anh chị nhìn này, những cái mầm tơ hiện tại đang bắt đầu nhú lên như thế này, thì chính những cái mầm tơ này nó sẽ cho hoa vào mùa xuân nhá. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là dòng lan hoàng thảo kèn. Một trong những cái dòng lan mà cô chú anh chị ai chơi lan thì đều muốn sở hữu. Em thấy là nhiều nơi thì người ta cũng bán lâu rồi, tuy nhiên thì với bên em thì phải đợi khi nào nó rụng lá như vậy này thì em mới bán này cô chú anh chị này. Rụng hết lá rồi nên cô chú anh chị mua thì sẽ cực kỳ là lợi cân và rất là an toàn luôn nhé cô chú anh chị, không bao giờ sợ không được ngắm hoa. Đấy, em phải khẳng định như vậy. Em bán 650.000 cho 1 kg. Đó, cô chú anh chị mua những cái hàng này thay vì mình phải bỏ cái tiền ra để mà cân lấy lá thì cô chú anh chị mua hàng này thì sẽ rất là lợi cân nhé. 650.000 cho 1 kg hàng trầm, hàng kèn tím ạ. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo vôi bắc thân nù này. Đó, dòng vôi bắc thân nù nhé cô chú anh chị. Và riêng dòng vôi này thì hoa cực kỳ là tím đậm luôn ạ. Đây ạ, đây là mặt hoa vôi mà nhà vườn bên em, nhà em đã ghép nhá, nở thực tế ạ. Đó, chứ không phải là màu hoa nhạt phách đâu ạ. Riêng dòng vôi này thì em sẽ bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Và vôi thì là một cái dòng hoa rất đẹp, rất thơm. Và ngoài ra thì nó cực kỳ là dễ thuần, dễ trồng. Và hàng rừng thì bao giờ cũng là một thân tơ kèm theo vài thân già cô chú anh chị nhá. Cái thân của nó thì nhìn cứ như là băng băng như là hỏng thối đến nơi rồi ạ. Nên cô chú anh chị lấy lan chơi thì hiểu đặc điểm của nó nhá. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Một trong 7 mặt hoa đẹp nhất trong các loại hoa. Và đặc biệt nó còn nở đúng vào dịp Tết, hiện tại đang nứt nụ rất là rõ rồi. Cô chú anh chị nhìn này. Đó, cũng đang lên mầm gốc ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. 220.000 cho 1 kg hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh nhá. Đấy, cũng có những cây thì nó chưa ra nụ ạ. Rồi mặt hàng tiếp theo là kiều vàng này cô chú anh chị. Cũng đã cắt tỉa rất là gọn ghẽ. Em bán 170.000 cho 1 kg. Và bên này đây là lô đai châu này. Đai châu rừng bắc trụ, những cây đai châu vô cùng là đẹp. Cây vừa vừa xinh xinh, dao động khoảng tầm 5-6 cây trên 1 kg. Và một số cây thì đã nứt nụ rồi. Hàng này thì chuẩn cho cô chú anh chị sẽ ngắm hoa trong dịp Tết đến xuân về này cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đấy, thỏa mãn, nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu về những cái cây đai châu hoàn hảo cho cô chú anh chị những người chơi lan. Em bán 630.000 cho 1 kg nhá, rất là đẹp luôn. Rồi mặt hàng kg tiếp theo đó là hỏa hoàng cam. Cái dòng lan có màu khi mà ra hoa từng chùm màu cam rực rỡ rất là đẹp này.
Đó, em bán với giá là 250.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị. Hàng đã cắt tỉa rất là sạch sẽ. Đó, rất là đẹp cây luôn cô chú anh chị này. Mặc dù cây rất là giòn nhưng mà hàng này thì đã được chọn lựa rất là kỹ rồi cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi mặt hàng tiếp theo bên này sẽ là một số cái dòng hàng lan thuần. Hôm nay thì em vừa về cập bến rất nhiều cái giống cây hoàng nhạn tháng 8 nhé cô chú anh chị. Những cây giống hoàng nhạn tháng 8 rất là đẹp như thế này, chú anh chị nhìn này. Quá là yêu luôn, quá đẹp luôn. Những cây này cô chú anh chị về trồng thì cực kỳ là đảm bảo luôn nhé. Đó, những cây hoàng nhạn tháng 8 như vậy em bán với giá là 40.000 cho một cây. Và cô chú anh chị, nếu như chưa từng được thưởng thức cái dòng hoàng nhạn tháng 8 nở thì thực sự là một cái điều quá đáng tiếc cô chú anh chị ạ. Chỉ cần một nhánh thôi, một nhánh rất là nhỏ nở thôi thì cô chú anh chị sẽ thấy cái hương thơm của nó phảng phất khắp không gian của cả khu vườn luôn ạ. Rất là thơm luôn nhé. Đó, những cây rất là đẹp như vậy em bán với giá 40.000 thôi cô chú anh chị này. Những cây giống rất là đẹp luôn, vừa cập bến rất là đẹp. Mặt hàng tiếp theo là kiếm thái hoa vàng cô chú anh chị nhé. Kiếm thái hoa vàng, một cái dòng lan được lai tạo từ những cây mặt kiếm hoa vàng đột biến rất là đẹp. Và một cốc kiếm thái hoa vàng như vậy em bán với giá là 150.000 ạ. 150.000 cho một cốc kiếm thái hoa vàng nhé cô chú anh chị. Dòng hoa này thì có thể đáp ứng cho cô chú anh chị những người yêu thích cái dòng lan kiếm có một mặt bông rất là đẹp này. Ở tiếp theo bên này là những cái cốc đen đô xuân này cô chú anh chị. Nụ chi chít tua tủa luôn ạ. Rất là sai luôn. Và mỗi một thân đen đô xuân như vậy thì dài ít nhất là từ trên 20 cm trở lên. Và cực kỳ là sai nụ luôn cô chú anh chị này. Rất là sai nụ luôn. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu hai giò đen đô như vậy thôi thì cô chú anh chị có một giò đen đô xuân quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể ngắm trong dịp Tết rồi. Hiện tại đang nụ như vậy thì cũng không biết là nó có ra hoa trước Tết không. Nhưng mà nếu như có ra hoa trước Tết thì hoa này độ bền của nó là trên 2 tháng nên cô chú anh chị thoải mái đến Tết vẫn còn có thể trưng nhé cô chú anh chị. Đẹp, nụ này. Thân thì rất là dài mà nụ thì đây bắt đầu từ những cái mắt đốt bên dưới này lên này. Đấy cô chú anh chị nhìn ạ, đang bắt đầu nứt nụ. 150.000 cho một cốc đen đô xuân như vậy cô chú anh chị nhé. Đẹp. Đó, cực kỳ là sai nụ luôn. Đấy, nhìn chi chít nụ như thế này. Mỗi một mắt nụ này nó thì nó sẽ cho vài ba bông hoa nhé cô chú anh chị. Hoa này thì sẽ ra có 3 màu sắc trên một bông hoa, kết hợp rất là hài hòa là tím, trắng và màu hồng nhé cô chú anh chị. 150.000 cho một cốc đen đô xuân như vậy. Và tiếp theo đây là những cái giò Hawaii, những giò giả hạc Pháp này cô chú anh chị này. Một giò giả hạc Pháp như vậy thì có ít nhất là từ 7 cây giống trở lên nhé cô chú anh chị. Em bán 140.000. Về cô chú anh chị chỉ việc treo chơi thôi và sang năm cô chú anh chị sẽ có một giò giả hạc Pháp rất là đẹp. Giá trị của nó sẽ gấp đôi, gấp ba luôn ạ. 140.000 cô chú anh chị nhé. Đó, 140.000 cho một giò giả hạc Pháp giống có móc sẵn móc treo như thế này. Còn ở đây, hôm nay em cũng có những cái cây, những cái giò Hawaii trắng nhé cô chú anh chị. Những cái giò Hawaii trắng ạ. Mỗi một giò như vậy thì có ít nhất là từ 5 thân trở lên, thân mập nù ú ụ luôn. Em bán 250.000 cho một giò Hawaii trắng này. Và sang năm thì những cái thân này chắc chắn cô chú anh chị nếu như đưa ra thị trường thì nó phải trên 100.000 cho một thân ạ. 250.000 cho một giò Hawaii trắng. Và trên này là những cái giò hạc vĩ thiên hồng thiên cung. Hồng thiên cung hay còn gọi là hạc vĩ thiên cung màu hồng đào nhé cô chú anh chị. Một chậu hạc vĩ thiên cung màu hồng đào như vậy thì nó sẽ có ít nhất là 5 tay hoa trở lên. Nói chung là ở cây thì cô chú anh chị nhìn là nó không có lớn lắm. Tuy nhiên khi mà ra hoa riêng dòng hạc vĩ thì hoa cực sai luôn ạ. Hoa rất là sai, em bán một chậu như vậy với giá là 200.000 thôi cô chú anh chị nhé. 200.000 cho một chậu hạc vĩ hồng thiên cung ạ. Nếu như cô chú anh chị lấy hai giò mà ghép lại thì sẽ có một suối hoa luôn này chú chị này. 200.000 cho một giò hạc vĩ hồng thiên cung thôi, rất là đẹp luôn. Và cô chú anh chị cứ tưởng tượng là cái màu sắc của nó như cái màu hoa của hoa đào đậm ấy. Đó. Màu sắc của hoa đào đậm nhá, không phải đào phai nhá. 200.000 cho một giò hạc vĩ hồng thiên cung. Và ở đây, hôm nay em vừa về một cái lô hàng lá biên rất là đẹp. Đó là dòng lan
vương miện rồng xanh, hàng lá biên. Dòng lá biên này nó tượng trưng cho sự tài lộc, sự an khang và sự thịnh vượng. Cô chú anh chị này, đó. Riêng dòng hàng lá biên nếu như là hàng rừng thì giá nó cực kỳ là cao luôn. Và những cái chậu lan vương miện rồng xanh này thì mỗi một chậu như vậy ít nhất là hai cái vòi nụ trở lên này cô chú anh chị này. Ít nhất hai vòi nụ trở lên nhá. Và đây là cái mặt hoa của nó này. Lưỡi đỏ, màu vàng ngọc rất là đẹp luôn như thế này đây ạ. Đấy, quá là tuyệt vời luôn, phải nói như vậy. Hoa thì cực kỳ là bền nhá, cũng trên được chơi được trên 2 tháng ạ. Và một chậu vương miện rồng xanh như vậy em bán với giá là 340.000 cho một chậu nhá. 340.000 cho một chậu vương miện rồng xanh như thế này. Ui, có những cây giò có đến bao với vòi nụ luôn cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Em thấy những cái chậu này nhiều nơi người ta bán đến 450 luôn ạ. Cái giá này thì cực kỳ là hữu nghị rồi cô chú anh chị nhá. Quá là hữu nghị để cô chú anh chị sưu tầm. Những cái giỏ hành to bự chảng luôn ạ. Bông hoa cũng rất là to luôn này cô chú anh chị. 340.000 cô chú anh chị nhanh tay sở hữu cho mình một cái giỏ lan vương miện rồng xanh, lá phát tài. Và bên này thì em vẫn còn có những cái giỏ lan hương quý phi cho cô chú anh chị nhá. Mỗi một chậu lan hương quý phi như vậy thì nó cũng có một hai cái vòi hoa, nhưng mà nhiều cái vòi nụ thì nó cũng bị hỏng ạ. Em bán với giá là 220.000 cho một giò lan hương quý phi này. Đấy cô chú anh chị nhìn này, rất là nhiều giả hành luôn. Mỗi một chậu cũng 2-3 vòi nụ, nhưng mà cũng có một số nụ nó hỏng nhá cô chú anh chị. Đó, 220.000 thôi. Hương quý phi, cô chú anh chị biết hương quý phi thì cũng màu sắc của nó cũng vô cùng là đẹp rồi ạ. Và bên này thì em có những cái chậu đai châu Thái hàng chậu gỗ cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn này, mỗi một chậu đai châu Thái hàng chậu gỗ như vậy đang bán rễ này, cây không có lỗi, gần như là không có lỗi lá này cô chú anh chị nhìn này. Đó, và một chậu có hai cây như vậy em bán với giá 290.000 cô chú anh chị nhá. Bản lá của nó dài từ 18 cm trở lên ạ. Đó, hàng chậu gỗ cực đẹp luôn như thế này. Và đai châu Thái thì cô chú anh chị sở hữu mặt hoa nào cũng rất là đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn quá là mướt đẹp luôn. Rồi sang bên này sẽ là những cái hàng hình. À, những cái hàng hình em đã chia ra theo từng hình và để giao lưu cùng cô chú anh chị này. Trước tiên sẽ là những cái phần chúc Phật bà trước ạ. Mỗi một phần chúc Phật bà như vậy rất là nhiều luôn. Rất là nhiều đây ạ. Có những cái mắt nụ này, có những cây đang mắt nụ, đang chuẩn bị nhú nụ rồi ạ. Mỗi một phần chúc Phật bà như vậy em xin phép được bán với giá, mỗi một phần chúc Phật bà như vậy em xin phép được bán với giá là 150.000 nhé cô chú anh chị. Đó, 150.000 cho một phần chúc Phật bà này. Đấy, cây thì không có lớn lắm đâu, nhưng mà cũng có mỗi một phần cũng rất là nhiều tay hoa để cô chú anh chị có thể ngắm trong dịp Tết này nhá. Cây thì hơi ngắn ngắn thôi cô chú anh chị này. Đấy, 150.000 cho một phần chúc Phật bà. Và ở đây em có mấy phần đơn cam. Đây, cái phần đơn cam thứ nhất này, rất là nhiều cây luôn ạ. Nhưng mà nó ngắn ngắn nhỏ nhỏ thôi nhá. Phần này em bán 60.000 đi. 60.000 cho phần đơn cam này đi. Phần đơn cam thứ hai rất là nhiều. Có một hai rễ dài này, cũng rất là nhiều chỗ này nữa. Em bán phần thứ hai với giá 100.000. Sang bên này sẽ là những cái hàng hình mà em đã chia ra để giao lưu cùng cô chú anh chị. Trước tiên là những cái giỏ giả hạc Pháp này cô chú anh chị nhìn này. Giỏ giả hạc Pháp thì chưa bao giờ nó rẻ đến như vậy. Giá thì cực kỳ là yêu thương luôn. Em có hình số 1 này cô chú anh chị này. Hình số 1 giả hạc Pháp số 1 ạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tay hoa tất cả. Em bán với giá là 380.000 nhá cho hình số 1 này. Chiều dài của nó thì khoảng tầm, cây dài nhất khoảng tầm 1m80 1m gì đó đổ lại. Hình số 2 với giá 400.000. Nó quá là bèo luôn. Những cái giò như vậy thì vào thời điểm năm ngoái em phải bán đến giá khoảng tầm 8-900 hoặc 1 triệu. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cây ngắn dài ạ. Tiếp theo là hình số 3. 380 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân hoa, 380. Hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này em bán 390. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cây ngắn dài, 390. Sang bên này sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị chơi lan thì biết giá trị của nó rồi. Hoa thì phải nói cực kỳ là
quá đẹp luôn, dòng này chơi thân chơi lá đều đẹp, thân lù rụt như thế này, em thấy này. Hình tiếp, hình số 5, chầm rồng đỏ số 5, một giò hai thân cực đẹp luôn. Em bán giò này với giá là 450.000. Hình số 8, hình số 8 này cô chú anh chị này, hình số 8 luôn. Hình số 8 này cũng là một giò chầm rồng hai thân ạ. À, giò này em bán 450.000. Thân rất là to luôn, to bằng mỗi một thân đều to bằng cái ngón tay cái luôn cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là sang hình số 10. Hình số 9 trước ạ. Hình 9 trước đi đây. Hình số 9 một giò chầm rồng 3 thân. Hiện đang xuống lá cô chú anh chị nhá, đang xuống lá, em bán 600.000. Riêng dòng chầm này cô chú anh chị phải hiểu đặc điểm là cứ phải nó phải rụng lá hết bắt đầu nó mới cho hoa nhá. Hàng này thì sẽ chuẩn hoa Tết luôn. Mà bây giờ mà lá xanh ngắt thì em nghĩ là Tết thực sự rất là khó hoa đấy cô chú anh chị. Chơi lan thì khi mà em gửi nhiều cô chú anh chị không hiểu, cứ gửi đến thấy lá vàng cứ nghĩ là nó chết, nhưng mà hàng này là nó sẽ xuống lá để dưỡng thân dưỡng hoa nhé cô chú anh chị. Giờ này em bán 600 cho hình này, hình 9. Hình số 10 440 cho một giò hai thân, cũng đã xuống hết lá rồi cô chú anh chị này. Đấy, xuống lá thì thực sự là nhìn nó không có đẹp mắt, tuy nhiên thì hàng về thì cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa quá đẹp để ngắm. Sau khi ngắm xong cô chú anh chị có thể cắt thân già ra để kích nhân ki, rất là tuyệt vời luôn ạ. Hình tiếp theo chỉ có một thân duy nhất thì cô chú anh chị có thể lấy về làm giống. Giò này em bán 260 là hình số 11. Hình 12. Hình 12 đây. Một cái thân phải nói siêu to khổng lồ luôn ạ. Dạ, rất là to luôn, một thân rất là to nhé cô chú anh chị. Phải dài 7-80 cm gì đó rồi ạ, rất là to, to kinh khủng luôn ạ. Trời ơi, thêm một thân nữa ngắn hơn. Giò này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 440.000. Trời ơi, quá là bèo luôn cô chú anh chị này, 440.000. Hình tiếp theo là hình số 14 ạ. Hình số 14, một giò chầm rồng hai thân. Em bán giò này với giá 450.000. Cũng đang xuống lá rồi cô chú anh chị nhá. Xuống lá rồi, thân to đùng luôn cô chú anh chị này. Đó, to đùng luôn ạ. Hình tiếp theo là hình số 14. Hình số 14, một giò chầm rồng hai thân. Đó, cũng đang chuẩn bị. Nói chung là tóm lại là cái mùa chầm này, mùa này thì nó xuống lá hết rồi. Thân rất là đẹp. Em bán với giá là 450.000 cho giò chầm rồng hai thân này. Sang bên này sẽ là những cái hình đai châu Thái. Em đã chia ra theo từng hình với cái giá rất là yêu thương để cô chú anh chị sưu tầm này. Hình số 15, một cái chậu đai châu ba ngọn và đang chi chít nụ luôn cô chú anh chị này. Đó, đây ạ, đang chi chít nụ luôn nhé. Đai châu Thái thì hoa quá là tuyệt vời luôn ạ. Giò đai châu ba ngọn rất là đẹp này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Em bán với giá là 420.000. Đó, về cô chú anh chị có một giò hoa rất là tuyệt vời để cô chú anh chị ngắm luôn. Đó. Cây nào cây đấy thì cũng đều có thể cho hoa trong năm nay hết rồi cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ. 450.000. Hình tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 này em có hai giỏ chậu nhựa này. Đẹp lắm cô chú anh chị này, giò này hai cây này. Giò bên này có một cây này. Đó, cái hình này thì em bán với giá là 250.000 thôi nhá. Là hình 16 250. Hình số 17 là ba cây ba giỏ chậu nhựa. Ba giỏ châu chậu nhựa. Giò này em bán với giá 160.000. 160.000 cho ba giò châu này. Hình tiếp theo là hình số 18. Hình số 18 thì em có hai cây châu chậu nhựa này, đang nhú nụ hết rồi. Nói chung là mỗi một cây cũng từ 2-3 nụ trở lên hết cô chú anh chị ạ. Đây, đang nứt nụ hết rồi nhá. Cây số giò chậu nhựa số 1 một cây, giò số 2 thì có hai cây. Đây, hai cây cũng đang nhú nụ này. Giò này em bán, tất cả giò này sẽ có 3 cây nhá. Hình này em bán với giá là 350.000, và tất cả là 3 cây đai châu ạ. Tiếp theo là hình số 19. 240.000, cây số 1 này. Cây số 1 đây. Đấy, nói chung là nụ hết rồi ạ. Cây số 2. Đây, nhú nụ to đùng rồi đấy ạ.
240.000 thôi nhá. Hình tiếp theo là hình số 20-308. Đây, một giò đai châu xếp bản lá dày cộp, nụ to đùng luôn này cô chú anh chị này. Nụ này, không biết là bao nhiêu nụ đây đây nè. Hai nụ này, hai nụ đây rồi, ba nụ đây rồi, có thể có bốn nụ luôn cô chú anh chị này. Riêng cây này đấy, ra hoa thì quá là tuyệt vời luôn nhá. Cây bên này nữa này, cây bên này cũng đang nhú nụ hết này cô chú anh chị. Đó, một giò này cô chú anh chị về ghép lên chậu Tết có một giò hoa quá là đẹp để ngắm luôn ạ. Cái hình này, cái chậu đai châu này em xin phép được bán với giá là 400.000 cho hình này nhá. Là hình số, à hình số 308 ạ, hình số 20-308 thôi nhá. Hình số 21, hình số 21 này em bán 400.000 này cô chú anh chị. Nói chung là xả lỗ luôn rồi cô chú anh chị ạ. Giá này quá là xả lỗ luôn rồi. Đấy, cây rất là to luôn. Đấy, lỗi lá đuôi vàng một tí nhá, một số lá vàng một tí nhưng mà rất là nhiều đụ luôn ạ. Đấy, cây này đâu nhỉ? Đấy, có nụ chưa? Cây này chưa thấy nụ à? Cây bên này thì đây cái nụ này. Đấy, nói chung là giò nào cũng đều có nụ để cô chú anh chị có thể ngắm hoa Tết này. Hình này em bán với giá là 400.000 thôi. Đấy, 400.000. Giò châu có tất cả là 3 cây, 2 cây lớn. 2 cây lớn và 1 cây nhỏ nhá. Đây. 400.000. Tiếp theo là hình số 22 cô chú anh chị nhìn này. 2 cây bản lá dày cộp luôn ạ. Rất là dày luôn. Hình này em bán 500.000 này cô chú anh chị. 500.000 cho chậu châu này. Có 2 cây, nụ to đùng luôn. Cái giò này chắc là Tết này chắc ít nhất cũng phải từ 3-4 cái vòi bông trở lên ạ. Đây cô chú chị nhìn này. Đó. Một giò trâu bản lá to bự. Có cây xếp rụt rịt như vậy luôn. Em bán giò này với giá có 500.000 thôi cô chú chị nhé. 500.000 cho cái hình đai trâu này. Tiếp theo là hình số 22. Hình 22 này em bán đây. Bản lá rất là to luôn cô chú chị ạ. Nhưng mà có cái lá này nó có bị đốm trên lá một tí nhá. Nhưng mà nó cũng sẽ không sao đâu ạ. Hình này em bán với giá là 550.000. 550.000 cho hình này. À, tiếp theo bên này là hình số 23. Hình số 23 đây cô chú anh chị này. Có hai cây trâu rất là đều cây luôn ạ. 408 cho hình trâu này nhá cô chú anh chị. 408 đây ạ. Đang đứt nụ nhú nụ hết rồi đây ạ. Đó. Đây ạ. Đây. Nói chung cái giò này cô chú anh chị cũng phải có tầm 4-5 cái nụ hoa để cô chú anh chị ngắm Tết luôn ạ. Rất là xanh đẹp luôn. 408 cho giò này. Hình tiếp theo hình 24 với giá 550.000. 550.000 rất là đẹp cô chú anh chị này. Nó đang nụ đấy, đang nứt nụ ra đây ạ. Đây ạ, nụ này. 3-4 nụ rồi cô chú anh chị này. Một cây thôi thì đã 3-4 nụ rồi. Cây dưới này cũng thế. Nói chung riêng giò này thì cô chú anh chị, đây ạ, cây này cũng thế. Cũng 3 vòi nụ. Như vậy là giò này ít nhất phải có tầm 6 cái vòi bông cho cô chú anh chị ngắm nhá. Đó, giò này 550.000. Rất là đẹp luôn. Hình tiếp theo là hình số 25. Hình 25 này em bán 530.000. 530.000 bản lá mít dày cộp luôn cô chú anh chị ạ. Đó, to bản lá to dày cộp luôn, có hai cây. Đấy, hai cây lá mít như vậy hết nhá. Nhưng mà cây trên này thì bị cắt một lá này cô chú anh chị này. Nó không phải cắt mà là đóng gói vận chuyển từ xa về là nó bị gãy mất ạ, gãy mất một cái lá đi rồi. Đấy, hình này em bán 550.000, một cặp đôi lá dày cộp rất đẹp. Hình tiếp theo hình 26 em bán 200.000. Đây, cây số 1 này, cũng đang hai nụ này. Cây số 2 dưới này này. Đó, 220.000 cho hình 26. Hình 27. 27 này, một cặp đai châu này. Một đôi đai châu này cũng đang nhú nụ hết rồi. Đó, em bán hình này với giá 240.000. Hình 28. Một giò châu này có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? Cũng đang nhú nụ hết rồi đấy ạ. Hai nụ này. Có đang thấy cây này có hai nụ này, cây dưới này có bao nhiêu nụ đây? Cây này cũng vài 2-3 nụ gì đó. Đây, hai cũng phải tầm 3 nụ. 2-3 nụ, đây dưới này nữa này. Đấy, về nhà cô chú anh chị tách nó ra để cô chú anh chị trồng lại sẽ được. Nó sẽ phát triển khỏe hơn ạ. Tại vì cái này nó đang bị nhiều cây quá nên nó bị kém dinh dưỡng đi ạ.
Hình này em bán 540.000 cô chú anh chị nhá. 3 cây đai châu, rất nhiều vòi nụ. Cô chú anh chị thưởng thức Tết. Hình tiếp theo là hình số 30, à hình số 29. Một cây đai châu bản lá mít dày cộp ạ. Cũng đang nụ này, chú anh chị. Đó, cái chậu đai châu này thì em xin phép một cây mẹ và hai cây con nhé cô chú anh chị. Cái đai châu này xin phép được bán với giá là 350.000 ạ. 350.000 cho hình số 29, quá đẹp luôn. Một mẹ hai con. 350.000. Sang bên này là một cặp đai châu siêu xinh, không có lớn nhưng mà siêu đẹp luôn. Cây 1 này, cây 2 này. Đấy, cặp đai châu này em bán với giá là 280.000, là hình 30. Hình 30, 280.000. Hình số 31, đai châu cuối cùng 31. Một cây lá mít, đang là cây mẹ, cây con này cô chú anh chị này. Cây mẹ, cây con, bản lá mít xếp rụt. Nhưng mà rất là tiếc, hình như nửa bên này nó bị hỏng mất một cái nửa lá bên này ạ. Và hàng hiện tại thì cũng đang vẫn đang có nụ đây nhé cô chú anh chị. Đang nụ đây ạ. Đấy, to cao như thế này. Hình này em bán 400.000 nhé cô chú anh chị. 400.000 cho cây châu mít này. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Rừng nhà em đang có ạ. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ. À bên kia đây, trời ơi em lại quên mất, những cái giò sơn thủy tiên ở bên trong kia rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Với giá chỉ 250.000 cho một giò thôi ạ. Trời ơi em lại quên. Đây 250.000 cho một giò sơn thủy tiên, phải nói siêu đẹp luôn. Tặng bạn bè người thân thực sự là quá là ý nghĩa. Một cây lan rất là khỏe, mặt hoa vô cùng đẹp.